bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, 8 năm ông Nguyễn Phú Trọng là Đảng trưởng Đảng Cộng sản Việt Nam, là 8 năm tàu cộng mặc sức lộng hành trên biển Đông của Việt Nam, mặc sức giết người, cướp tài sản của nhân dân Việt Nam đánh cá trên biển Việt Nam, mặc sức gây sự, đe dọa, xua đuổi nhà đầu tư nước ngoài hợp tác với Việt Nam khai thác dầu khí trong lãnh hải của Việt Nam, mặc sức đưa giàn khoan vào sâu trong lãnh hải Việt Nam, đến sát bờ biển Việt Nam khoan tìm kiếm dầu khí hết tháng này sang tháng khác. Tàu cộng ngang ngược đòi Việt Nam phải chấm dứt hợp đồng khai thác dầu khí với nước ngoài trên Biển Đông mà Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đã ngoan ngoãn và hèn nhát vâng lời, nhục nhã chấp nhận bồi thường 400 triệu đô la cho hãng Repsol của Tây Ban Nha để hãng này nhổ mũi khoan tìm kiếm dầu khí rút khỏi lô cá rồng đỏ trong vùng biển bãi tư chính của Việt Nam. Thời gian ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu bộ máy quyền lực ở Việt Nam cũng là thời gian đủ cho tàu cộng bồi đắp, xây cất những bãi đá chúng cướp được của Việt Nam ở Hoàng Sa. Năm 1974 và những bãi đá chúng cướp của Việt Nam ở Trường Sa năm 1988, thời gian đủ cho chúng biến những dãy san hô chưa nổi hẳn lên khỏi mặt nước biển, bị biển nuốt chửng khi thủy triều lên thành những đảo nhân tạo có vườn hoa khoe sắc, có đèn điện sáng rực, về đêm có đường băng dài hơn 3.000 mét cho những máy bay quân sự rất lớn, hiện đại nhất lên hạ cất cánh. Thời gian ông Nguyễn Phú Trọng nắm quyền lực tuyệt đối ở Việt Nam cũng là thời gian quyền lực tuyệt đối đó được sử dụng để cướp đất của dân tàn bạo nhất. Thời Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng nắm quyền lực tuyệt đối đã diễn ra trong những vụ chính quyền cướp đất của nhân dân đẫm máu và nước mắt, cướp đất Văn Giang, Hưng Yên, cướp đất Dương Nội, đất Đồng Tâm, Hà Nội, cướp đất Thủ Thiêm, đất Lộc Hưng, Sài Gòn, đẩy hàng triệu người dân vào cảnh khốn cùng, không trốn dung thân, không đường kiếm sống. Rồi quyền lực tuyệt đối của Nguyễn Phú Trọng thỏa mãn tuyên bố chưa có thời nào rực rỡ như ngày hôm nay. Quyền lực nhà nước cướp đất của dân thời Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng nắm quyền lực tuyệt đối sẽ đi vào sử sách trong những thế hệ mai sau hiểu về một thời đảng cướp mang tên Cộng sản Việt Nam cầm quyền và hiện tại đã đi vào văn chương ghi trên giấy trắng mực đen trong sách báo lưu trong các thư viện, ghi thành các file điện tử trên mạng Internet toàn cầu và đã trở thành bia miệng dân gian, trở thành ca dao mới làm phong phú cho kho tàng. Vào ngày 21 tháng 10 năm 2019, khi khai mạc kỳ họp Quốc hội, cơ quan thẩm tra của Quốc hội lần đầu tiên lên tiếng công khai việc xảy ra vi phạm của tàu Trung Quốc hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam thời gian qua là rất nghiêm trọng. Ai cũng biết rằng trên phương diện ngoại giao, tiếng nói lập pháp thường không có tầm quan trọng bằng chính phủ, nhưng trong lần lên tiếng này, người lên tiếng lại chỉ là cơ quan thẩm tra của Quốc hội chứ không phải bởi chính Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, và đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm câm lặng, vấn đề Biển Đông mới được đưa vào nghị trình. Cũng vào ngày 21 tháng 10, trong khuôn khổ diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 9 khai mạc tại Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa tuyên bố thẳng các đảo ở Biển Đông và quần đảo Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông là những phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc. Chúng tôi sẽ không cho phép dù chỉ một tấc lãnh thổ mà tổ tiên của chúng tôi để lại bị lấy đi. Lời tuyên bố trịnh thượng này không khác nào cái tát vào mặt Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đang ngồi nghe ở dưới, và phản ứng của ông tướng không biết đọc bản đồ này là cực kỳ ngoại giao. Tôi đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng luật pháp quốc tế, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến chương Liên Hợp Quốc, các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, thỏa thuận tại cơ chế hợp tác quốc phòng, an ninh quốc tế và khu vực. Đó là đặc trưng của một xã hội văn minh và phát triển mà chúng ta đang hướng đến. Đó không có cường quyền và áp đặt. Ai cũng biết, đặc biệt là Đảng Cộng sản Việt Nam, rằng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an chỉ là thứ trang trí. Vậy mà trong lúc Ngụy Phượng Hòa dùng những lời lẽ cứng rắn để khẳng định chủ quyền Trung Quốc trên Biển Đông, thì lãnh đạo chúng ta chỉ biết đề cập đến việc một xã hội văn minh và tầm quan trọng của việc tôn trọng lẫn nhau. Đây đúng là một sự khiếp nhược trước kẻ thù.
cũng không quên nhắc lại vào sáng ngày 15 tháng 10 2019, Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng đã huấn thị làm sao giữ đất nước yên bình tiến lên, nhưng đồng thời giữ đất nước độc lập thế mới là giỏi. Nguyên tắc là độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ nhưng đồng thời phải giữ được ổn định. Chưa có thời kỳ nào đất nước đang có không khí ổn định tốt như thế này, phải giữ lấy nó. Và cũng như mọi lần, toàn bộ giới cho bu Cộng sản Việt Nam từ Nguyễn Phú Trọng trở xuống vẫn kiên định cầm như hến mà không một lần dám nêu tên Trung Quốc, càng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy giới lãnh đạo này dám kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Không những không dám hé môi cái tên Trung Quốc, Nguyễn Phú Trọng còn nói như chì chiết trong cuộc tiếp xúc cử tri ngày 15 tháng 10. Hiện nay có một số phần tử cố tình kích động to tiếng lên, lên gân lên, ra vẻ ta là anh hùng, ra vẻ ta là yêu nước. Vậy còn Trung ương Đảng, Chính phủ, Tổng Bí thư không yêu nước à, vô trách nhiệm à, nghe như lời lẽ của một tên vô lại. Đúng ra là trong Bộ Chính trị cũng có người đã không ngần ngại nhắc đến tên Trung Quốc. Ông Nguyễn Thiên Nhân vào ngày 16 tháng 10 đã nói Việt Nam không thể quay lưng với Trung Quốc. Hết ý. Cha ông chúng ta thường nói nghèo hèn, nghĩa là nghèo thì sinh ra hèn. Đứng ở góc độ cá nhân gia đình thì may ra còn có thể hiểu được. Nhưng lãnh đạo quốc gia không được phép mình hèn kém. Vì nếu thế sẽ làm quốc gia hèn kém, làm bại hoại cả một dân tộc và làm cho đất nước rơi vào tay kẻ thù. Không thể như cá nhân, quốc gia có thể có những lúc nghèo nhưng không thể hèn mới mong có được tầm nhìn dài hạn, đi trước và chủ động trước các thay đổi của thế giới và khu vực, không đợi đến khi thay đổi diễn ra rồi thụ động, đối phó và lệ thuộc. Đảng Cộng sản Việt Nam đang ra sức thuyết phục rằng nước ta nghèo nên phải nhịn nhục, đồng thời diễn dịch đó là kinh nghiệm cha ông. Họ dẫn chứng về việc xin phong vương và việc triều cống của các vua Việt Nam. Họ còn cho rằng Việt Nam là nước nhỏ và yếu hơn Trung Quốc nên phải nhịn nhục, chấp nhận thân phận nhược tiểu. Với những lý lẽ này, họ biện minh cho mọi cách thức nhường nhịn và bằng mọi giá tránh gây phiền phức của Trung Quốc. Vì Trung Quốc giờ là một đại cường, còn Việt Nam là nước nhỏ đang lệ thuộc vào Trung Quốc về mọi mặt. Thật đáng buồn cho tâm thế hèn kém xuất phát từ sự đánh giá tình trạng đất nước như thế này. Với suy nghĩ như vậy sẽ chẳng bao giờ có được một tầm nhìn nào cho tương lai và triển vọng của đất nước. Có thể nói họ lo sợ sự trả đũa của Trung Quốc đến tê liệt và không đưa ra được một giải pháp nào để đối phó. Họ quên rằng ông cha ta có thể đã chấp nhận là nước nhỏ cần giữ hòa khí, chứ ông cha ta không hèn như Cộng sản Việt Nam bây giờ. Mong muốn hòa bình nhưng không bao giờ nhân nhượng khi một tấc đất cương, biên cương của tổ quốc của ông cha ta bị xâm phạm. Ông cha ta đã chấp nhận là nước nhỏ, là nước nhược tiểu, cần giữ hòa khí để phát triển chứ không hề yếu nhược. Nguyễn Trãi đã rất rõ ràng, dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Rất rõ ràng ông ta còn xác định cường nhược hai bên có lúc này lúc khác, chứ không phải lúc nào ta cũng yếu kém và phương Bắc lúc nào cũng hùng mạnh. Xưa nay Trung Quốc vẫn xem mình là cái rốn của vũ trụ. Trung Quốc có nghĩa là nước ở trung tâm. Họ nói rằng phía Bắc là Di, phía Nam là Man. Man Di nghĩa là mọi rợ và hai bên Đông Tây là vực thẳm. Lãnh đạo Trung Quốc bao đời vẫn xem thiên hạ là chư hầu của họ. Năm 2013, Tập Cận Bình đã khai sáng giấc mộng Trung Hoa, đề cập đến nguyện vọng về công cuộc đại phục hưng dân tộc Trung Hoa. Giấc mộng Trung Hoa nhìn chung được xem là học thuyết của chủ nghĩa dân tộc, có thể có những động tác nguy hiểm cho an ninh quốc tế trong tương lai. Các quốc gia phương Tây lo ngại về cách tiếp cận chính sách đối ngoại bành trướng và quyết đoán hơn được ngụ ý trong giấc mộng Trung Hoa, đặc biệt khi nó liên quan đến sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Ngày 6 tháng 10, 2019, một cuộc tọa đàm về đề tài vùng biển, bãi thứ chính và luật pháp quốc tế quy tụ nhiều nhân sĩ trí thức tên tuổi ở Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội sau hơn 3 tháng Trung Quốc đưa nhiều tàu vào vùng biển của Việt Nam. Bất chấp những phản đối về mặt ngoại giao của chính phủ Hà Nội, các nhân sĩ trí thức tham gia buổi tọa đàm đều cho rằng đã đến lúc chính quyền Việt Nam phải kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Mặt khác, ngày càng có nhiều người trí thức
có quân đội, có thậm chí cả nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có lên tiếng đòi hỏi nhà cầm quyền phải kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Theo họ, Tư Chính là bước đường cùng, ta càng nhân nhượng thì Trung Quốc họ càng lấn tới, họ đã xúc phạm ta nên không có cách nào khác, không thể để cho chân lý bị chà đạp, chủ quyền quốc gia và các quyền lợi chính đáng của dân tộc bị cường bạo cưỡng chiếm, không hiện là hữu khuynh, coi chừng thỏa hiệp vô nguyên tắc. Kiện để mở đường, để làm cho cơ sở cho các đấu tranh tiếp theo, nếu chỉ đấu tranh song phương thì lâu nay đã làm và không có kết quả, dễ bề cho họ ép ta. Cần phải đa phương hóa, phải quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, dựa vào luật pháp và cộng đồng quốc tế để đấu tranh. Song song với việc kiện, Việt Nam phải mạnh lên, mạnh dạn hơn trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là phải tỏ ra lập trường của mình trong quan hệ với Hoa Kỳ, cũng như các nước văn minh, các nước phát triển trong khu vực như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Ấn Độ và xa hơn nữa là các nước EU. Phải nói đây là một cơ hội để cho Đảng Cộng sản Việt Nam lấy lại niềm tin đang bị sa sút trầm trọng, không chỉ bảo vệ đất nước mà còn giải quyết những vấn đề nội bộ. Việc ấy tùy thuộc vào Đảng Cộng sản Việt Nam và việc họ có thể vượt qua được sự hèn hạ và khiếp nhược như ngày hôm nay hay không. Bảy bãi đá san hô trong quần đảo Trường Sa của Tổ tiên người Việt bị tàu Cộng đánh chiếm năm 1988, 15.000 cây số vuông đất biên cương phía Bắc của lịch sử Việt Nam trở thành đất tàu Cộng từ năm 1999. Formosa đầu độc biển giết chết sự sống của dải biển miền Trung năm 2016, rừng nguyên sinh Bà Nà, rừng tự nhiên Sơn Trà, rừng Đại Ngàn Tam Đảo bị san phẳng xây biệt thự, làm cõi riêng lui tới cho mấy người sẵn tiền. 39 trai gái của Việt Nam phơi phới tuổi 20 chết cóng trong xe đông lạnh trên đường trốn vào nước Anh. Đó là những thảm họa quốc gia của người Việt những năm tháng đau buồn này. Tất cả những thảm họa đó đều chỉ từ một căn nguyên. 8 năm ông Nguyễn Phú Trọng là đảng trưởng Đảng Cộng sản cầm quyền Việt Nam là 8 năm tàu Cộng mặc sức lộng hành trên Biển Đông của Việt Nam, mặc sức giết người, cướp tài sản của nhân dân Việt Nam, đánh cá trên Biển Đông, mặc sức gây sự, đe dọa xua đuổi nhà đầu tư nước ngoài hợp tác với Việt Nam khai thác dầu khí trong lãnh hải Việt Nam, mặc sức đưa giàn khoan vào sâu trong lãnh hải của Việt Nam, đến sát bờ biển của Việt Nam khoan tìm kiếm dầu khí hết tháng này sang tháng khác như trốn không người. Tàu Cộng ngang ngược đòi Việt Nam phải chấm dứt hợp đồng khai thác dầu khí với nước ngoài trên biển Việt Nam, và đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đã ngoan ngoãn và hèn nhát vâng lời, nhục nhã chấp nhận bồi thường 400 triệu đô la cho hãng Repsol Tây Ban Nha để hãng này nhổ mũi khoan tìm kiếm dầu khí rút khỏi lô cá rồng đỏ trong vùng biển bãi Tư Chính của Việt Nam. Thời gian ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu bộ máy quyền lực ở Việt Nam cũng là thời gian đủ cho tàu Cộng bồi đắp, xây cất những bãi đá chúng cướp được của Việt Nam ở Hoàng Sa năm 1974 và những bãi đá chúng cướp của Việt Nam ở Trường Sa năm 1988. Thời gian đủ cho chúng biến những dãy san hô chưa nổi hẳn khỏi mặt nước biển bị biển nuốt chửng khi thủy triều lên thành những đảo nhân tạo có vườn hoa khoe sắc, có đèn điện sáng rực về đêm và có đường băng dài hơn 3.000 mét cho những máy bay quân sự lớn nhất, hiện đại nhất cất hạ cánh. Thời gian ông Nguyễn Phú Trọng nắm quyền lực tuyệt đối ở Việt Nam cũng là thời gian quyền lực tuyệt đối được sử dụng để cướp đất của dân tàn bạo nhất. Thời đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng nắm quyền lực tuyệt đối đã diễn ra những vụ chính quyền cướp đất của dân đẫm máu và nước mắt. Cướp đất ở Văn Giang, Hưng Yên, cướp đất ở Dương Nội, đất Đồng Tâm, Hà Nội, cướp đất ở Thủ Thiêm, đất Lộc Hưng, Sài Gòn, đẩy hàng triệu người dân vào cảnh khốn cùng, không trốn dung thân, không đường kiếm sống. Rồi quyền lực tuyệt đối Nguyễn Phú Trọng thỏa mãn tuyên bố chưa có thời nào rực rỡ như thời đại Hồ Chí Minh. Quyền lực nhà nước cướp đất của dân, thời đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng nắm quyền tuyệt đối sẽ đi vào sử sách cho những thế hệ mai sau hiểu về một thời đảng cướp mang tên Cộng sản Việt Nam cầm quyền, và hiện tại đã đi vào văn chương ghi trên giấy trắng mực đen trong sách báo lưu trong các thư viện, ghi thành file điện tử trên mạng Internet toàn cầu và đã trở thành bia miệng dân gian, trở thành ca dao mới làm phong phú cho kho tàng. Cướp thờ Nguyễn Duy, cướp xưa băng nhóm làng nhàng, cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi, có con dấu đóng đỏ tươi, có còng có súng rùi cui nhà tù,
Cướp xưa lén nút tù mù, cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa. Con trời bay là, cướp trên bàn giấy, cướp ra cánh đồng, dân oan tuôn lệ ròng ròng. Mất nhà, mất đất, nát lòng miền quê, tiếng than vang động bốn bề, cướp từ thôn xóm tiến về thành đô. Ai qua thành phố Bắc Hồ mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm. Bây giờ mẹ phải dặn thêm, quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày. Thời gian ông Nguyễn Phú Trọng nắm quyền lực tuyệt đối ở Việt Nam cũng đã là thời gian hăm hở và quyết chí sử dụng quyền lực tuyệt đối đó xây dựng những bộ luật phản dân hại nước như bộ luật đặc khu kinh tế dành cho những thế đất hiểm yếu trên lãnh thổ Việt Nam, đón đội quân tàu cộng xâm lược vào ém quân nằm vùng, bộ luật an ninh mạng tạo thêm những tầng địa ngục tước đoạt quyền tự do tư tưởng của người dân. Người dân cả nước bừng bừng phẫn nộ phản đối bộ luật rước giặc vào xâm lược vào nước nhà. Ông Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng phải lệnh cho Quốc hội tạm dừng áp đặt luật đặc khu kinh tế, nhưng ông đã áp đặt được bộ luật an ninh mạng vào đời sống xã hội vốn đã ngột ngạt vì mất tự do, mất những giá trị thiêng liêng của quyền con người. Nay có thêm bộ luật an ninh mạng lại càng thêm ngột ngạt tù túng trong đời sống văn hóa tinh thần. Thời gian ông Nguyễn Phú Trọng nắm quyền lực tuyệt đối ở Việt Nam cũng là thời gian quyền lực tuyệt đối đó được mang ra đàn áp dân khốc liệt nhất. Dân nói tiếng nói trách nhiệm, công dân bị công an, cộng sản giả dạng côn đồ xúm vào đánh đổ máu, chấn thương sọ não giữa đường phố đông người, bị đón đánh lén đến hôn mê trên đường vắng. Quyền lực tuyệt đối của Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra những bản án phi pháp, phi lý và man dợ. Tuyên những bản án hàng chục năm tù đầy với những phụ nữ thân cô thế cô, những người mẹ nuôi con nhỏ, những thầy giáo ý thức được trách nhiệm công dân, chỉ thực hiện quyền con người, quyền công dân đã được ghi trong hiến pháp. Sử dụng quyền lực tuyệt đối cướp cuộc sống bình yên của người dân, cướp quyền con người, quyền công dân của người dân. Nhưng suốt 8 năm, quyền lực tuyệt đối của Nguyễn Phú Trọng đã hoàn toàn làm ngơ trước những hành động xâm lược biển ngày càng trắng trợn, càn rỡ, quyết liệt của tàu cộng. Hơn 3 tháng qua, tàu cộng đưa chiến hạm, đưa tàu thăm dò khảo sát biển, đưa giàn khoan vào bãi tư chính nằm sâu trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, ngang nhiên khoan tìm kiếm dầu khí trên biển Việt Nam, rồi chúng lên diễn đàn lớn rộng tuyên bố chủ quyền và đòi Việt Nam tôn trọng chủ quyền của chúng ở bãi tư chính, đòi Việt Nam phải chấm dứt các hoạt động khoan tìm kiếm dầu khí tại bãi tư chính. Quyền lực tuyệt đối của Nguyễn Phú Trọng đã hèn nhát và nhục nhã ngập hụt thị. Lấy thịt đè người, đưa lực lượng quân sự áp đảo vào biển Việt Nam. Hơn 3 tháng qua, tàu cộng đã thực sự làm chủ bãi tư chính, đã thực sự thọc lưỡi gươm, kề họng súng vào sườn cơ thể Tổ quốc Việt Nam. Vận mệnh đất nước Việt Nam đang bị thử thách nghiêm trọng. Số phận dân tộc Việt Nam đang đứng trước những nguy cơ nước mất, dân nô lệ. Thân phận giống nòi của Việt Nam đang đứng trước nguy cơ hán hóa diệt chủng. Vậy mà sáng ngày 7 tháng 11 năm 2019, khai mạc Hội nghị Trung ương 11 khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyền lực tuyệt đối Nguyễn Phú Trọng chỉ nhắc thoáng qua về Biển Đông như truyền thông nhắc đến dịch bệnh heo tai xanh, như Hà Nội nhắc đến sự cố cháy nhà máy Rạng Đông. Đồng thời phân tích dự báo có căn cứ cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông, chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những thời cơ thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn thách thức cần phải nỗ lực vượt qua. Có xác định sát hợp mục tiêu tổng quát dự kiến của chỉ tiêu chủ yếu cơ bản quan trọng nhất trong năm 2020 và các chính sách biện pháp phù hợp có tính khả thi cao, nhất là trong các chính sách biện pháp đột phá để thích ứng với những diễn biến và động tác mới trong tình hình thế giới khu vực đối với kinh tế xã hội nước ta trong năm 2020. Vô cảm lạc lõng với cuộc sống đầy thách thức nguy khốn của đất nước, lạc lõng và ngổn ngang lo toan đau khổ của người dân như vậy, thì khi tàu cộng tìm được mỏ dầu khí ở bãi tư chính, chúng đưa giàn khoan đến mở công trường rầm rộ khai thác dầu khí trên biển Việt Nam. Lúc đó quyền lực tuyệt đối của Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ ề à chậm rãi, bình thản và dửng dưng nói với các ủy viên trung ương của ông rằng phải phân tích dự báo có căn cứ cơ sở khoa học tình hình Biển Đông. Vô cảm lạc lõng với nhân dân, với đất nước như vậy,
mà cũng xưng xưng tự xưng là người yêu nước. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.